Sơn Tùng nói anh yêu em, muốn hẹn hò riêng với fan nữ. Chiều nay 23 tháng 10, Sơn Tùng tổ chức buổi offline fan tại Hà Nội. Với sức hút của mình, Sky đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ rất sớm với băng rôn ảnh của nam ca sĩ ngày hôm qua. Trong lúc chờ Sơn Tùng, fan liên tục gọi tên, hát to các ca khúc của anh. Ngay khi xuất hiện, Sơn Tùng thể hiện ca khúc Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của Sky. Sơn Tùng bốc thăm các câu hỏi và nhiệt tình trả lời các câu hỏi của fan gửi tới. Nam ca sĩ hạnh phúc khi nhận được nhiều lời bày tỏ tình yêu của fan nhiều hơn là câu hỏi. Các fan nữ mạnh dạn viết nhiều lần cùng một nội dung: anh Tùng đi chơi với em nhé, bỏ vào hộp câu hỏi và mong có nhiều cơ hội được Sơn Tùng bốc chúng. Fan này quả là may mắn khi Sơn Tùng bốc được 3 phiếu có nội dung này. Sơn Tùng nói: anh cất số điện thoại của em vào túi đây rồi, nếu tối nay có số lạ gọi tới em nhớ nhấc máy đấy nhé, anh em mình sẽ đi chơi một cách âm thầm. Sau đó Sơn Tùng có mời fan nữ này lên sân khấu chụp ảnh chung và nói anh yêu em. Biểu cảm chuông mỏ dễ thương gần gũi cùng câu nói anh yêu em của Sơn Tùng khiến cho nhiều fan nữ ở dưới phát hờn ghen tị với bạn nữ may mắn. Fan năm tháng nữa mới sinh nhật, fan Phát Minh ra fan Club Sky cũng có cơ hội lên sân khấu được đứng gần, được Sơn Tùng ôm, tặng gấu bông có chữ ký cùng lời dặn dò: giữ gìn sức khỏe và học tập thật tốt em nhé. Cũng trong buổi offline, Sơn Tùng có nhiều chia sẻ về các sản phẩm âm nhạc của mình, về live show chỉ hát một bài và đặc biệt là không tiếc lời nịnh fan ngọt ngào khiến các Sky như muốn vỡ tim. Thời gian đã mãi mãi trôi đi chẳng về đây, mà vẫn không mang theo nỗi nhớ em trong lòng. Tại sao anh quá lâu, anh không thể níu.